được hoan chào đón tất cả quý vị anh chị và các bạn của chúng ta đang cùng đến với chương trình ca nhạc đặc biệt với chủ đề Thương Lắm Miền Trung tối nay tại sân khấu Trống Đồng. Lời nói đầu tiên cho phép Tấn Hưng và Diễm Quỳnh xin được gửi đến tất cả quý vị lời kính chúc sức khỏe, lời chào thân thương và trân trọng ạ. Xin được cảm ơn sự có mặt của tất cả quý vị cũng như là những tràng vỗ tay của quý vị trong ngày hôm nay. Kính thưa quý vị, chúng ta cũng đã biết trong những ngày qua, tất cả người dân Việt Nam của chúng ta đang cùng hướng về, đó chính là miền Trung dấu yêu. Và có lẽ tất cả quý vị cũng đã thấy được rất nhiều những hình ảnh, những thông tin và những nỗi đau mà người dân miền Trung của chúng ta đã nhận trong cơn bão lũ vừa qua. Và hôm nay, cùng với một tinh thần dành tặng cho tất cả những người miền Trung, cùng với sự ủy thác đặc biệt của nghệ sĩ Hoài Linh, công ty Trường Giang Production cùng với sân khấu Trống Đồng của chúng tôi, rất hân hạnh được cùng kết hợp với nhau và cùng chào đón những người nghệ sĩ cùng đến đây biểu diễn phục vụ cho tất cả quý vị khán giả. Và bên cạnh đó, chúng tôi cũng không quên xin được chào đón những vị ân nhân, những nhà hảo tâm đã cùng đến với chúng tôi trong buổi tối này. Kính thưa quý vị, đồng hành với chúng ta cũng như là gửi đến chúng ta phần hỗ trợ gửi đến cho người dân miền Trung trong chương trình, chúng tôi xin được trân trọng cảm ơn và kính mời những gương mặt đặc biệt sau đây, đại diện của các công ty, các đơn vị cùng lên sân khấu. Đầu tiên, chúng tôi xin được trân trọng cảm ơn công ty Boss Worldwide đã ủng hộ chương trình 50 triệu đồng. Và chúng tôi xin được trân trọng kính mời đại diện của công ty Boss Worldwide, xin được trân trọng kính mời chị Nguyễn Thị Hồng Thắm cùng lên sân khấu. Và chúng ta cũng không quên một tràng vỗ tay thật lớn để cùng chào đón đại diện của Boss Worldwide, thưa quý vị. Và bên cạnh đó, chúng tôi xin được trân trọng cảm ơn sự đóng góp và ủng hộ của chị Đinh Hương Galaxy với số tiền là 30 triệu. Và ngày hôm nay, chị Đinh Hương vì một công tác của mình thì cũng không có mặt tại sân khấu Trống Đồng. Và kính thưa quý vị, chúng tôi xin được trân trọng cảm ơn sự tham gia đóng góp của Bệnh viện Thẩm mỹ Top 3 Hàn Quốc với số tiền là 25 triệu. Chúng ta hãy cùng dành một tràng vỗ tay để cùng chào đón chị Trúc đến từ Bệnh viện Thẩm mỹ Top 3 Hàn Quốc, thưa quý vị. Xin cảm ơn các nhà tài trợ đã đồng hành cùng với chương trình đặc biệt buổi tối ngày hôm nay. Vâng ạ, nhưng mà trước khi đó thì trước khi chương trình diễn ra trong ít phút thì chúng tôi lại tiếp tục nhận được thêm một sự tài trợ nữa. Cho phép Diễm Quỳnh xin được gửi lời cảm ơn và trân trọng kính mời đại diện của công ty Trầm Hương An Thanh, bà Nguyễn Thị Tuấn, giám đốc công ty với số tiền là 40 triệu đồng. Xin được trân trọng kính mời. Và chúng tôi cũng xin trân trọng kính mời bước lên sân khấu ông Võ Hoàng Việt, chủ nhiệm sân khấu Trống Đồng sẽ lên tặng hoa cho các nhà tài trợ đã cùng đồng hành góp sức với chương trình đặc biệt Thương Lắm Miền Trung tối nay. Xin được trân trọng kính mời ông Võ Hoàng Việt. Kính thưa quý vị thân mến, đây là những gương mặt tài trợ cũng như là các nhà hảo tâm đã cùng đồng hành và có mặt trong buổi tối hôm nay. Bên cạnh đó, chúng tôi vẫn còn rất nhiều những tên tuổi cũng như danh sách của tất cả anh chị nhà hảo tâm. Và bên cạnh đó và trong số đó sẽ có một số quý quan khách và những nhà hảo tâm. Chúng tôi xin được phép không nhắc đến tên vì đó cũng là do yêu cầu của tất cả quý vị. Một lần nữa xin được cảm ơn sự tài trợ của quý vị rất nhiều. Kính thưa quý vị, chúng ta một lần nữa xin được trân trọng cảm ơn sự tham gia của công ty Boss Worldwide cùng với Bệnh viện Thẩm mỹ Top 3 Hàn Quốc và công ty Trầm Hương An Thanh. Một tràng vỗ tay thật lớn để chúc mừng và cảm ơn, thưa quý vị. Xin cảm ơn các nhà tài trợ và xin cảm ơn phần trao hoa của ông Võ Hùng Việt, chủ nhiệm sân khấu Trống Đồng. Cảm ơn tất cả quý vị khán giả. Thưa quý vị và chúng tôi, những người nghệ sĩ xin được mang lời ca tiếng hát đêm nay như một thông điệp thật ý nghĩa đến với tất cả người dân Việt Nam để chúng ta cùng mang yêu thương chia sẻ với tất cả tấm lòng đến với miền Trung yêu thương. Và ngay bây giờ, xin mời tất cả quý vị hướng mắt về sân khấu để chương trình Thương Lắm Miền Trung tối nay xin phép được bắt đầu. Còn bé thơ, tôi đã nghe mẹ cha kể rằng ở miền Trung đồng khô nắng cháy soi đá nơi này vẫn mãi yêu nhau. Giờ đây soi đá đâu còn, khắp nơi chìm trong bão lũ và mưa.
chung ngập trong tiếng khóc, tiếng kinh cầu nghe lạnh buốt tim ai. Miền Trung ơi thương lắm miền Trung, một miền Trung phải cánh nặng vai. Người Việt ơi hãy chung tay góp sức, ôm lấy dân mình trong lúc lầm than. Người Việt ơi xin hãy cùng nhau giúp miền Trung qua cơn sóng bể sâu. Một chén cơm hay một chiếc áo đủ ấm lòng trong mưa thiên tha.
tôn trọng đạo đức tâm ta an lành, để dành một chút yêu thương tặng cho cuộc sống đời không phụ mình. Thương người như thế thương ta, quy ơn mẹ cha mới là đạo con. Giữ tròn hai chữ sắc son, non là chữ hiểu biết là chữ thương. Hai từ vốn chỉ bình thường, nhưng đầy chân lý soi đường ta đi. Xóa đi hai chữ chia ly, xóa đi bốn chữ nghi ngờ ghét cánh. Đường đời lắm ngã đua tranh, trăm người vạn ý ai nào giống nhau. Hiu và thương hay khắc sâu, từ bi trí tuệ lưu danh muôn đời. Sống đời không phụ mình, thương người như thế thương ta, quy ơn mẹ cha mới là đạo con. Giữ tròn hai chữ sắc son, non là chữ hiểu biết là chữ thương. Hai từ vốn chỉ bình thường, nhưng để chân lý soi đường ta đi. Xóa đi hai chữ chia ly, xóa đi bốn chữ nghi ngờ ghét cánh. Đường đời lắm ngã đua tranh, trăm người vạn ý ai nào giống nhau. Hiu và thương hay khắc sâu, từ bi trí tuệ lưu danh muôn đời. Hai từ vốn chỉ bình thường, nhưng đầy chân lý soi đường ta đi. Xóa đi hai chữ chia ly, xóa đi bốn chữ nghi ngờ ghét gánh. Đường đời lắm ngã đua tranh, trăm người vạn ý ai nào giống nhau. Hiu và thương hay khắc sâu, từ bi trí tuệ lưu danh muôn đời. Hiu và thương hay khắc sâu, từ bi trí tuệ lưu danh muôn đời. Có lẽ là chúng ta đã quen với lại Quách Ben và Yêu Mến Anh trong một ca khúc mà đã có rất nhiều những anh chị em nghệ sĩ của chúng ta cùng thu âm và cùng biểu diễn để gửi đến cho những người cha, người mẹ của mình. Đó chính là ca khúc Đạo Làm Con. Và ngày hôm nay cũng là một tiết mục mở đầu của Quách Ben cùng với hai ca khúc, đó chính là Thương Lắm Miền Trung và Hiểu và Thương. Và đó cũng chính là sáng tác của Quách Ben biểu diễn ngày hôm nay. Cảm ơn sự có mặt cũng như là phần tham gia của anh. Vâng, anh xin cảm ơn phần biểu diễn của ca sĩ nhạc sĩ Quách Bem. Cảm ơn anh rất nhiều, chúc anh dành nhiều sức khỏe ạ. Và để quay trở lại chương trình âm nhạc của chúng ta, Diễm Quỳnh xin mời tất cả quý vị sẽ cùng chào đón một cô bé, một nữ ca sĩ rất quen thuộc với âm nhạc của thành phố Hồ Chí Minh. Chúng ta hãy cùng chào đón một tiếng hát rất nồng nàn ngày hôm nay, nữ ca sĩ Tiêu Châu Như Quỳnh, thưa quý vị. Tôi yêu xem một cuốn truyện hay, tiếng chim hót đầu ngàn và yêu biển vàng. Tôi yêu
ly cà phê buổi sáng, con đường ngập lá vàng. Tôi yêu những gì đến tự nhiên, những câu nói thành thật và yêu ngày nắng. Với cơm, canh cà và đĩa cua, giấc ngủ không mong mị, và tôi cũng yêu em. Và tôi cũng yêu em. Và tôi cũng yêu em. Yêu em rộn ràng, yêu em nồng nàn. Và tôi cũng yêu em. Và tôi cũng yêu em. Yêu em rộn ràng, yêu em nồng nàn. Yêu em chưa cha. Và ly rượu ngon, tôi yêu trong nhà nhiều cây lá, tôi yêu những người già. Tôi yêu những gì đến tự nhiên, những câu nói thành thật và yêu ngày nắng. Tôi yêu mặc jean và áo trắng, yêu trăng sáng ngày rằm. Và tôi cũng yêu em. Và tôi cũng yêu em. Và tôi yêu em nồng nàn. Và tôi cũng yêu em. Và tôi cũng yêu em. Yêu em rộn ràng, yêu em nồng nàn. Yêu em chưa trong vắng, không có mơ.
nay anh sẽ thức chẳng lo lắng mai. Khi chặt đôi tay anh sẽ dìu em ngủ sâu giấc mộng dài. Đừng sợ em ơi, khi bình minh kia đã sắp tới và cơn gió lạnh sẽ mang anh vượt đại dương về khơi. Xin mời quý vị hãy cùng dành một tràng vỗ tay để cùng chờ đón tiếng hát của nữ ca sĩ Phương Thành. Ta đã xa nhau bao ngày, xa vòng tay nhau lâu ơi. Những yêu thương sao quá mong manh, đong đầy nỗi nhớ. Em đã qua đây đôi lần, nơi ngày xưa ta hẹn mưa. Mắt em cay cứ ngóng trông anh hao gầy. Cuộc tình này đã chia lìa, dù ngọt ngào đắm say. Sẽ chẳng ai mong lời nói chia tay. Rồi một ngày hạnh phúc vội phai, nhìn bóng dáng ấy xa rời. Đi về đâu khi giấc mơ đã vùng vỡ. Gọi tên anh lần nữa, đã thấy anh như còn quanh đây. Dù rằng đã rơi hết. Xin làm
Và xin kính chào tạm biệt quý vị, hẹn gặp lại quý vị một lần sau. Xin cảm ơn.
Cảm ơn chị Tranh rất nhiều ngày hôm nay đã đến với chương trình với những bài hát rất là hay ạ. Vâng ạ, lúc nào cũng nồng nàn như vậy và được khán giả của chúng ta yêu mến như vậy cả. Và vừa rồi đó là phần biểu diễn của nữ ca sĩ Phương Thanh. Thưa quý vị, từ đầu chương trình đến giờ thì chúng ta đã cùng đến với những bài hát rất là sôi động nè, những ca khúc thật ý nghĩa về miền Trung. Thưa quý vị, chúng ta sẽ cùng gặp gỡ với phần tâm tấu sức ăn ý của ba nghệ sĩ hài được quý vị yêu mến hiện nay với một tiểu phẩm hài chắc chắn sẽ mang đến rất là nhiều những niềm vui, những tiếng cười để dành tặng quý vị khán giả. Tiểu phẩm hài với tựa đề Kén Rễ. Thưa quý vị, chúng ta cùng chào đón phần tham gia diễn xuất của diễn viên, đạo diễn Minh Trọng, nam danh hài Tiến Luật và hoa hậu hài Thu Trang. Dạ, đắt nhạc ông nội ơi, nhạc lớn hơn cái giọng tôi nữa. Em khổ lắm, em treo cái bảng kén rễ ngoài trước cửa từ sáng đến giờ mà không ai chịu kén á. Tại vì nhỏ em gái em có chồng, thì ông già em, già ruột em mới chịu chia gia tài cho em. Bởi vì khổ dễ sợ không? Ê, ở giờ dưới có ai rảnh rảnh lên đây mình làm kén rễ được không ta? Anh nào rảnh nha. Thôi ông ơi, ông giơ tay, em ngồi kế bên vợ ông giơ tay gì trời. Ai rảnh giơ tay? Có ai, có ai mới la giật mình chứ? Có em ở cái đâu gì? Cô dâu nằm đâu? Dạ, chờ xíu vô phòng liền. Quy. Dạ. Biểu mày. Dạ. Đi giật cô hồn hả? Giật cô hồn gì anh? Trời ơi, tự nhiên đồ vô động phòng. Ủa, tàu lao. Biết vô động phòng luôn. Mày chạy xong vô chổng là biết gì vô động phòng chứ làm gì? Ờ thì có vợ vô động phòng chứ. Quy. Gì? Mày giật cô hồn lần hai hả mày? Là sao anh? Trời ơi, mày làm rễ nhà này chứ rồi vô động phòng. Làm rễ hả? Ở chứ phòng đó của ai? Phòng của bà nội tao đó, mày vô đi. Bà động quan mày chổng luôn à. Gì ghê hả? Tàu lao, tự nhiên phải làm rễ nhà này mới được vô động phòng chứ. Làm rễ lại bị dữ hả? Có thấy cái bảng này kia mà trước cửa không? Không thấy gì hết trơn, trời, đọc lại đi. Nhà giàu không? Trời, nói gì giàu nói thiệt anh nghe nha. Ở nhà ba má em đông hột xoàn bằng cái lon đông gạo á. Thiệt mà, nhiều khi ăn cơm cấn cứng hột xoàn mẻ răng hoài. Thiệt luôn? Thiệt. Xém như xíu tôi kêu cái bùm. Là gì anh? Là mày nổ. Thiệt, trời, không tin thôi chứ mất cười. Chắc không mày? Chắc sao không chắc? Chứ theo tao biết là tao có bà chị rồi, bà bán chầm bà giàu lắm đó nha. Bà chị bán chầm tôi cũng biết luôn đó. Mà tôi là hột xoàn. Mày giàu hơn bà luôn. Không biết giàu hơn mà chắc không bằng đâu, nhưng mà cũng xem vậy đó. Thôi cái chuyện giàu nghèo bỏ qua một bên đi. Mày học giỏi không? Trời ơi, nói gì học. Xin lỗi em nha. Tôi nè, học hoài không có ra trường. Sao mày nó xịt keo tôi hoài vậy trời? Ủa, nói đúng mà anh. Là học hoài không ra trường luôn. Dạ đúng. Là mày ngu lắm. Đâu có, học giỏi lắm. Học giỏi trường giữ ở lại để dạy cho thầy cô giáo. Trường giữ lại dạy cho thầy cô giáo? Dạ. Keo nữa rồi. Thôi được rồi. Miễn mày học giỏi, mày nhà giàu, mày làm rể nhà này là hạnh phúc rồi. Đà. Nhà này có một đứa con gái rất là xinh đẹp, rất sao là giỏi anh? Công dung ngôn hạnh số 1 cái vùng này. Đẹp đúng anh? Giọng hát thì thôi tuyệt vời, sắc nước hương trời không ai sánh kịp. Trời, quảng cáo dữ vậy ta. Không cần phải nói nhiều, rất lễ phép kêu một tiếng nó nhào ra liền. Kêu ra. Em gái à? Dạ. Con quỷ nó đi tới đâu là ồn ào tới đó. Mày nghe cái giọng đó là người ta hú rồi, thấy chưa? Ủa mà sao dạ rồi không thấy xuất hiện? Nó lễ phép lắm, mình kêu một tiếng nó dạ. Nó dạ xong một tiếng sau nó mới ra. Gì kìa? Đứng chờ đi. Em gái à? Dạ. Kêu nó hai tiếng chắc đứng chờ hai tiếng. Gì kìa trời, ai chờ cho nổi? Ra lẹ mày ơi. Ra liền. Đó, phải nạt vô mặt nó mới chịu ra. Trời đất ơi, cái gì vậy? Đang ngủ ở trong mà không có yên luôn à. Coi mắt kìa. Cái gì? Người ta tới coi mắt. Coi mắt hả? Ừ. Biểu. Gì? Banh con mắt ra mày. Ê, mày điên rồi. Mày làm hết hồn mà. Trời, con trộn gì chữ thề vậy? Không phải, mày cứ làm hết hồn, giật mình luôn anh. Trời ơi, người ta tới đây người ta kén rễ. Bà vô bà banh con mắt người ta cho lồi chồng rồi, ai làm rễ nhà này? Ai biết đâu, kêu là coi mắt rồi banh con mắt ra. Làm rễ. Ai kén rễ nữa hả? Ừ. Em nói rồi, em có thích. Em phải thích, tại vì ba nói em có tình yêu, ba mới bán nhà chia cho anh. Rồi, quan trọng là giỏi không? Và rất giàu. Quay mặt nhìn coi. Trời ơi, giới thiệu quảng cáo cho giữ hoa hậu này nọ, bước ra nhìn số đau số đớn. Mày nói gì mày? Gì ạ? Mày mới nói gì, mày nói gì đó? Nó. Mày chơi tao xấu? Xin lỗi mày nha, ở xóm tao đẹp nhất xóm nha mày. Thiệt không? Sao không thiệt?
trong xóm nó là người đẹp nhất. Đứa nào đẹp hơn nó quýnh nằm bệnh viện rồi. Tôi quýnh 5 người rồi đó, anh có tin là anh người thứ 6 không? Coi như là đẹp đi. Nhưng mà nè, anh có cô hồi nãy giới thiệu cô là công dung ngôn hạnh tài năng đủ đó. Bây giờ tôi giàu nè, tôi có quyền tôi thử lại được không? Thử đi. Bây giờ cô có thông minh không? Trời ơi, hỏi em có thông minh không kìa anh? Nè, thông minh á là em tao một bụng. Ủa não anh của em chạy xuống bụng hả? Sao kỳ anh? Không phải, ý tao nói là cái gì nó cũng biết hết á. Vậy bây giờ tôi sẽ ra một câu đố, nếu như cô giả đố được, coi như cô thông minh. Đố đi. Nghe cho kỹ nè. Trên lông, dưới lông, chọt cái chảy nước. Trời ơi, dạy. Cái gì thấy ghê vậy? Dạ. Trời đất ơi, sao đố bậy bạ vậy? Để anh. Cái gì? Nè, mày ở đâu vô đây? Hả? Ở đâu vô đây mày kêu qua ghẹo nguyệt, mày buông lời xàm đế với em tao? Kêu lời xàm đế anh? Mày nghĩ sao mà vô đây? Mày đố cái gì mà lông không vậy? Ủa tôi đố đàng hoàng mà. Đàng hoàng chỗ nào? Thì trên lông với lông chọt cái chảy nước là cái gì? Là con mắt á. Con mắt mày lông chỗ nào? Lông bên trên, lông bên dưới. Rồi nước ở đâu? Chọt cái chảy không? Đúng anh, có nước nha, có nước nha. Hồi nãy nó mới nói tao tưởng đâu cái lâm ba bô không? Ủa mắt mới vậy lâm ba bô? Lâm ba bô có nước. Rồi lông chỗ nào? Hên xui à. Tào lao. Ông mới tào lao á. Xích ra, để em. Trời ơi, đố kiểu đó hả? Chứ, tôi cũng biết đố vậy. Bây giờ tôi đố anh nha. Rồi. Cái gì mà đâm vô rồi lại rút ra? Ê cha. Rút ra lại muốn đâm vô. Về nhà cứ phải đâm vô. Làm gì vậy? Mày đâm hồi sao tao nhức não hả mày? Em đố đàng hoàng không có bậy bạ nha. Ê cái này là bậy bạ chứ gì nữa. Không hề bậy bạ, rất là đàng hoàng. Cái đó là cái gì? Cái ổ khóa đó, cái chìa khóa. Là sao? Ủa thì ổ khóa mình khóa cửa mình đi đúng không? Rồi mình về nhà mình cầm ổ khóa, mình cầm cái chìa khóa, mình đâm cái ót vô, mình nhận cái khạch cái nó mới ra. Trời ơi cô nói gì mở khóa mà làm cái ót cái ghê dễ sợ luôn á. Thôi con gái dùng mấy từ kỳ cục á. Kiếm cái khác đố đi, mày đố cái này kỳ quá. Ủa vậy hả? Đố cái khác đi. Vậy em đố câu đố thông minh của em nha. Câu đố thông minh. Rồi, nghe nè. Sao? Tôi đố anh. Có một ông chủ, ông nuôi một con heo và một con bò. Ngày hôm sau ông phải giết một trong hai con để mà đãi khách. Đêm hôm đó, con bò nó suy nghĩ. Con heo, mày phải chết. Nhưng con heo nó suy nghĩ ngược lại. Suy nghĩ sao? Nó suy nghĩ. Con bò, mày mới chết. Tôi đố anh vậy chứ ông chủ ông giết con nào? Trời ơi, đố câu hỏi quá dễ, trả lời hên xui. Tôi nghĩ là ông chủ sẽ giết con heo. Chúc mừng anh. Đúng hả? Anh có suy nghĩ như con bò. Mày coi lại cách ăn ở nha. Bị chửi con bò mà người ta vỗ tay. Từ trả lời lại không được thôi. Giờ trả lời câu khác. Bây giờ tôi nghĩ là ông chủ sẽ giết con bò. Chúc mừng anh một lần nữa. Anh có suy nghĩ như con heo. Ủa sao trả lời con nào cũng dính vậy trời? Con heo vỗ tay yếu hơn con bò nha. Tại vì mày dở. Mày không có thông minh. Mặc dù tráng mày không cao bằng tao. Đây nè, coi anh tôi trả lời nè. Chỉ cần một câu trả lời. Những cái câu trả lời mà năm ăn năm thua này mày thì bây giờ mày trả lời cho nó quầy vốn đi, đừng có năm ăn năm thua nữa. Là sao? Ông chủ sẽ không giết con nào hết. Anh hai, chúc mừng anh. Nghe chưa mày? Anh có suy nghĩ như con chó. Cái gì mày? Không, lúc đó con chó nó nằm ngay đó, nó suy nghĩ y như anh vậy đó mà nãy em kể thiếu. Mày tào lao gia đình mà mày hại luôn à? Cái quan trọng ở đây là em chửi nó mà nó không chửi lại được em. Mày chửi tao tao còn cứng họng mà. Thông minh nó nằm ở đây, ở đây. Ok ok, chấp nhận thua cô 1-0, rất thông minh. Chứ sao? Bây giờ tiếp theo thi về tài năng đi. Tài năng bây gì? Giờ cô có biết hát không? Trời ơi, anh hai, nó hỏi biết hát không? Giỡn hoài nó làm chương trình giọng ải giọng ai mà hỏi nó biết hát không? Trả lời cái cho nó nghe, nó xét cái lỗ tai nó coi. Đương nhiên là không rồi. Cái vị trí số 5 là vị trí đắc địa là tôi hay đứng ở đó. Vậy đó hả? Ê, không biết hát rồi sao nói tài năng? Tài năng mà không biết hát, mày tào lao quá. Ủa em biết hát không? Biết sao không biết? Ủa em biết hát hả? Cho đi học đã, nói gì kỳ cục. Đúng rồi, em quên, em có học. Biết hát. Hát đúng không? Bây giờ nè, bây giờ hát một bài mà ví dụ như nhạc trẻ mà hát thành điệu cao cổ được không? Là sao?
Ví dụ như cái bài mà Hà Nội mùa vắng những cơn mưa mà hát thành ca cổ. Đâu? Hát sao? Nghe kỹ nào. Hà Nội mùa này với những cơn mưa ca rét đầu đông khăn em ba hiu hiu gió lạnh. Qua sữa tôi rơi một mình em tới lớp đường cổ người xưa chậm chậm bước em về. Nhạc trẻ thành ca cổ. Tào lao. Gì tào lao? Đi hát à, dắt theo sớm hay sao vậy? Không hát phải. Thấy gớm mà sớm vỗ tay vậy? Cái quan trọng ở đây cái bài người ta rất hay, chế lại hát tầm bậy tầm bạ. Ý tôi là tôi thích những cái điệu mà nó dân giả, dân ca trữ tình. Cái đó bây giờ xưa rồi mày ơi. Đây nè, bây giờ là cái loại mới bây giờ là hát nhái giọng ca sĩ. Nhái giọng? Ừ, có coi chương trình Gương Mặt Thân Quen không? Có chứ. Đây nè, em gái của tao giả giọng ca sĩ số 1 ở Việt Nam này. Trời ơi, hay vậy? Mày nghe mày hú hồn luôn. Ca sĩ nào ví dụ? Mày biết ca sĩ Bằng Kiều không? Trời, thần tượng của tôi. Mày biết ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng không? Làm sao mà không biết được. Mày biết ca sĩ Tuấn Hưng không? Tối nào cũng nghe. Em gái tao hát không giống nè mày. Ủa không giống quảng cáo chi ba? Ủa, mấy người đó anh? Mấy người đó giọng nam nó hát chừng nào mới giống. Nhưng mà giọng nữ nó hát y chang. Thiệt không? Thiệt sao không thiệt? Làm thử. Nè, biểu diễn. Dạ. Giới thiệu cho giống một ca sĩ. Dạ. Bao nhiêu năm ăn học, lúc này lúc em thể hiện. Làm cho tới. Lời đầu tiên tôi chân cười đưa lên cho chồng gia thân thương nhất. Ủa ông nội tôi chứ, ủa giới thiệu không nghe một chữ mà nói ủa cái gì. Nói cái gì vậy trời? Nó nhai cái gì trong miệng nó tôi không nghe một chữ mà mấy người ngồi dưới ủa. Ủa ca sĩ người ta giới thiệu quá rõ ràng vậy mà anh. Rõ ông nội tao mà giới thiệu cái gì tao không nghe một chữ luôn á. Thôi làm lại đi. Lời nói thứ hai, tôi chân cười đưa lên cho chồng gia thân thương nhì. Thôi vô bài hát đi mày ơi, chứ mày giới thiệu người ta không nghe người ta cũng úa rồi. Giới thiệu bài hát đi. Bài đầu tiên tôi chân cười đưa lên Hà Nội thì mang tên nghe đi rồi biết. Không có nghe luôn á. Cái này là mày á, mày chửi mày đúng, tao nghe rõ từng chữ. Chắc chữ gì? Nó nghe tao nghe là đi về Phan Thiết. Về Phan Thiết làm chi ba? Ai biết mà nó đi về Phan Thiết. Nghe đi rồi biết, chưa đặt được cái tựa. Trời ơi, nghe đi rồi biết. Tao tưởng nó ăn tô cháo huyết không. Trời không? Đất ơi, nổi tào lao thiệt luôn. Hát đại luôn đi. Hát đi, rồi. Hát đi. Vô. Giả giọng nha. Mẹ thương bao con thân gái đột trông. Trời ơi. Trời ơi, trời ơi, trời. Giọng cô Lệ Thủy. Má ơi, không tin luôn á. Trời ơi quá. Đổi giọng được không? Giờ thì ba má chiều cưng. Ê giọng cô Phượng Liên nè. Chẳng thèm liều lo lấy thân. Hay vậy? Lỡ mai về bên khó. Ê tôi yêu cầu được không? Chấp mày yêu cầu luôn. À Phi Nhung, Phi Nhung. Nhà người ta xem chẳng dễ gì đâu. Trời hay dữ vậy trời. Trời ơi con nhỏ này nó tới quá rồi. Muốn đổi giọng nào? Cẩm Ly, Cẩm Ly. Hát giọng Phương Mỹ Chi cho nó sợ. Họ hàng cô bác thì đông. Ủa giọng ai đó? Mẹ chồng em dâu biết không. Ủa? Đứng ngồi. Tắt ông nội, đứng ngồi không yên rồi mày còn mở. Cái giọng nữ người ta hát lồi ra ông nam là mày phải tắt liền. Rồi quỷ vậy cái vô cái lấy 150 dễ ẹt luôn á trời. Dễ ăn quá ha. Em nghĩ đợt này trừ lương nó luôn anh ơi. Hát nhép hả? Thì đó, trời ơi, hát gì mà hát thiệt tao mới sợ đó. Tại anh á, không có cái giọng của anh là đâu có ai biết em hát nhép. Tại mày á. Cái gì tại em? Bữa đang thâu bỏ đi quýnh bài, tao thấy còn nửa tiếng, tao tiếc quá, tao nhảy vô tao thâu một khúc, vậy mà nó phát đó mày. Tự nhiên có cái giọng anh vô à, kỳ cục ghê vậy. Ê, vậy là coi như là cô thua tôi, cô hát nhép mà đúng không? Không có tài năng. Một rồi, điều. Rồi, bây giờ tới giọng quyết định luôn đi. Rồi sao? Bây giờ là tôi sẽ ra một câu đối, nếu như cô đối lại được, coi như cô chiến thắng. Là sao? Nghe kỹ nè. Anh cứu thương, thương chị cứu thương, cứu rồi lại thương rồi lại cứu. Là gì trời? Là một câu mà có hai chữ mà mình đảo qua đảo lại mà nó vẫn có nghĩa. À lấy một cái nghề đúng không? Đúng rồi. À, anh hiểu chưa? Em lại chưa hiểu á. Đã ngu thì đừng cố tỏ ra nguy hiểm. À, ok. Mày đặt á. Ok, em sai. Một cái nghề. Một cái nghề. Đúng, đảo qua đảo lại vẫn đảo có qua, nghĩa. Đảo lại vẫn có nghĩa. Đúng. Ta sẽ lấy nghề kỹ sư. Hay quá. Anh kỹ sư. Đó. Sử chị kỹ sư. Đó, hả?
xử xong rồi kỹ, kỹ xong rồi xử. Không có nghĩa luôn. Tao nói xong tao biết tao sai luôn đó mày. Ủa tao lao thiệt á. Trời ơi. Tao hay hơn con em tao là tao ngu, tao biết tao ngu. Không, ông tự giác được, ông tự giác được là hay rồi. Em hiểu rồi, em hiểu rồi. Hồi nãy là lấy nghề gì? Cứu thương. Cứu thương đúng không? Bây giờ tôi sẽ lấy cái nghề. À, có rồi. Sao? Thầy sinh vật, vật cô sinh vật. Vật rồi lại sinh, sinh rồi lại vật. Đúng không? Có nghĩa đúng không? Có nghĩa. Hay quá. Chứ sao? Bây giờ câu tiếp theo nè. Anh đạp xe, đạp chị đạp xe. Trời ơi. Đạp xong rồi xe xong rồi đạp. Xe xong rồi đạp hả? À. Có luôn. Cái gì? Anh cà phê, cà chị cà phê, cà ngay chỗ phê, phê ngay chỗ cà. Hay quá vậy ta. Vậy cũng được nữa hả? Ê, bây giờ một câu nhỏ hơn, thiếu nhi đi. Ok. Con bò cạp, cạp con bò cạp, cạp xong rồi bò xong rồi cạp. Con tắc kè, kè con tắc kè, kè xong rồi tắc xong rồi kè, kè hoài tắc thở. Tào lao tự nhiên kè hoài tắc thở. Tắc thở là em quýnh nó chết, tắc thở liền tại chỗ. Từ vậy? Nãy giờ làm gì vậy? Vậy? Vô nhà người ta mà làm gì vậy? Làm khó không dễ hả? Hả? Ê, nãy giờ tao nóng nực mày ơi mày. Thôi. Ê, bẩn đồ gì còn nực gì nữa mày. Hả? Tào lao hả? Bẩn đồ này mới nực á. Người ta vô người ta kén rễ mà đầu quýnh người ta hoài á. Đã nói là quá thích, tình yêu phải đến từ hai con tim. Mày hung dữ quá, không có thằng nào con nào dám lấy mày hết. Em nói em có bồ rồi, không tin em. Bây giờ có bồ. Có bồ rồi. Thôi giờ mệt quá, dắt về đã mắc đại tao cho đám cưới rồi thì bán nhà tao chia gia tài. Thiệt không? Thiệt. Rồi giới thiệu anh, đây, bồ em. Ai đây? Hả? Mày điên hả? Mày đi đâu đây? Ủa vô gì vậy? Bồ mày hả? Ở đâu? Ai biết ổng là ai? Không phải là ai, đi vô nhà tôi chi vậy thằng ông nội. Đi đâu vậy? Bị ta dí quá chạy vô đây thôi à. Bị ai dí? Bị má giàu dí quá đó. Sao má giàu làm gì dí mày? Má giàu kêu hát quá đó, bây giờ chạy vô đó. Là sao? Là sao? Má giàu ở ngoài nè. Thôi mày đi vô đi mày ơi. Trời ơi. Trời đất ơi cha nội. Đi vô. Cho đứng xíu đi. Đi vô. Không có hình thì cũng phải cho đứng xíu, lỡ ra rồi. Đi vô. Cái thằng khùng này. Thằng này chứ bị khùng á. Wow. Ủa cái gì cuối cùng là bồ bồ mày đó. Bồ em. Thằng này bồ. Bồ em. Sao mày không chọn thằng hồi nãy? Thằng hồi nãy nó bị dí anh không ấy hả? Thằng này mày chọn nó là bồ. Bồ. Tao. Là thằng nãy giờ hai đứa quen nhau. Dạ. Làm bộ xạo xạo qua mặt anh. Dạ. Ồ nó không phải khen hai em mất dạy thiệt luôn á. Trời anh. Tao đứng tao nói muốn khang cổ luôn, vì cuối cùng hai mày bồ là sao? Sao anh khen em nặng lời vậy anh? Nặng lời gì? Tao lớn tao bay qua mặt tao vậy hả? Không phải, tại anh cứ nói bồ em nghèo, anh chơi hoài, em phải nghĩ ra cách này để em nói cho. Công ăn việc làm đàng hoàng mày? Có nghèo nghèo mà có công ăn việc làm đàng hoàng lắm, đủ sức nuôi trang luôn. Thôi được rồi, miễn sao hai đứa thương thiệt với nhau. Dạ. Anh sẽ nói với ba một tiếng cho tụi mày đến với nhau luôn. Thiệt không anh hai? Thiệt. Cảm ơn anh hai. Nuôi trang. Tiến Luật và Minh Trọng. Xin chào vị khán giả, và xin chào, hẹn gặp lại. Cảm ơn sự tham gia của Minh Trọng, Tiến Luật và Thu Trang. Cũng như là cảm ơn sự góp mặt cũng rất bất ngờ, một gương mặt mà quý vị đã thấy khi nãy trên sân khấu phải không ạ? À, đó là sự tham gia của Kiều Minh Tuấn, cũng là một trong những người bạn, người anh đồng hành với chúng tôi trong ngày hôm nay. À, tuy là không biểu diễn nhưng mà hy vọng là chương trình của chúng ta có rất là nhiều những chương trình khác nhau với chuỗi chương trình hướng về miền Trung. Và sắp tới nữa thì những chương trình của chúng tôi cũng sẽ tiếp tục gửi thông báo đến cho quý vị, cũng như là đón chờ sự góp tay và ủng hộ của tất cả quý vị trong những chương trình tiếp theo. Còn bây giờ, Diễm Quỳnh mời tất cả quý vị sẽ cùng đến với sự góp mặt của một vị khách rất đặc biệt. Thưa quý vị, ngày hôm nay cho phép Diễm Quỳnh xin được trân trọng giới thiệu với quý vị sự tham gia của nghệ sĩ nhân dân Ngọc Dầu.
vào sân dài, lời ru theo tháng năm dài, từng lời ngọt ngào à ơi, bên mái tranh nghèo yêu thương chôm chiếm môi cười, mẹ vui biết mấy con ơi, cánh tím rau dền mẹ tôi nuôi lớn khôn con, bé đọt mộng tới luộc rau mâm muối dưa gà, chiều chiều trên đồng đua vui bên nhánh sông biển bếp kêu ngày thơ âu đó. Bây giờ đã xa đời tôi, mẹ biết nỗi nhớ mong đã chia ai đầu nữa ở phía con nữa rưng rưng trong mẹ. Vậy mà mỗi lần nhớ con mẹ thầm trách sao con không nhớ quê nhà. Vẫn biết quy luật từ ngàn xưa măng mọc tre già. Vậy mà mỗi lúc nhớ con mẹ thầm ao ước phải chi con còn lửa tuổi nằm nuôi, phải chi con còn nằm trọn trong vòng tay để mẹ cất tiếng ru nhẹ nhàng. Thà ăn bắp khô chà vôi còn hơn giàu có mà lẻ loi một mình. Từng ngày mẹ mong lớn khôn đâu rồi mà sao không nhớ quê hương, buồn rồi làm sao thèm nghe tiếng khóc ban sơ, mai nó về áo còn sân dây có con chim chiều chiều lặng im không hót trên cây, nó đau trong lòng thấy buồn nỗi buồn mẹ tôi. Quê hương là ca dao mẹ ru tiếc tha hôm nào, quê hương là con sông tanh xanh từng cây lúa, quê hương là trăng thanh lúa vui liếu lo trên đồng, quê hương làm sao quên đi xa mà tôi nhớ dáng mẹ hiền yêu thương, có con chim chiều chiều lặng im không hót trên cây, nó đau trong lòng thấy buồn nỗi buồn mẹ. Dạ, thưa quý vị, một tràng pháo tay nữa cho má Ngọc Giàu ạ. Cảm ơn má Ngọc Giàu ngày hôm nay đã dành thời gian đến với chương trình. Má hát rất là hay, rất ý nghĩa, mặc bộ đồ áo dài rất là đẹp phải không ạ? Cảm ơn má rất nhiều. Cảm ơn tất cả quý vị khán giả. Thưa quý vị, và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng tiếp nối chương trình đặc biệt tối nay với một ca khúc mới được mang tên là Gượng Cười. Mời quý vị cùng chào đón phần minh họa của vũ đoàn Đam Mê và tiếng hát của nam ca sĩ Hồ Việt Trung. Lần đầu tiên Hồ Việt Trung xin được quý vị để chào trân trọng nhất ạ. Xin cảm ơn quý vị rất nhiều. Hey! Get fucking crazy!
Có bao giờ chia tay mà không đau người ấy? Có bao giờ chia tay mà phải luôn mỉm cười? Đó là điều đớn đau nhất trong cuộc đời. Anh sẽ cố mỉm cười để em ra đi, vì anh biết như thế em sẽ an lòng để em được nhẹ nhàng nói lời chia tay. Ngày mai đây khi không còn anh, em hãy cố gắng mỉm cười, vì anh không ở bên cạnh em cho em được niềm vui. Những ngày đầu chưa quen, nhưng em sẽ dần quên thôi, rồi sẽ có người thay thế anh thôi mà. Còn gì anh sẽ nhớ về em mãi mãi không phải nhòa, vì anh biết khi không còn em, anh sẽ không còn niềm vui. Mong em được hạnh phúc như những ngày bên anh, và hãy nhớ ta đã từng yêu. Không đâu người ơi, có bao giờ chia tay mà phải luôn mỉm cười? Đó là điều đớn đau nhất trong cuộc đời. Anh sẽ cố mỉm cười để em ra đi, vì anh biết như thế em sẽ an lòng để em được nhẹ nhàng nói lời chia tay. Ngày mai đây khi không còn anh, em hãy cố gắng mỉm cười, vì anh không ở bên cạnh em cho em được niềm vui. Những ngày đầu chưa quen, nhưng em sẽ dần quên thôi, rồi sẽ có người thay thế anh thôi mà. Còn gì anh sẽ nhớ về em mãi mãi không phải nhòa, vì anh biết khi không còn em, anh sẽ không còn niềm vui. Mong em được hạnh phúc như những ngày bên anh, và hãy nhớ ta đã từng yêu. Những ngày đầu chưa quen, nhưng em sẽ dần quên thôi. Còn gì anh sẽ nhớ về em mãi mãi không phải nhòa, vì anh biết khi không còn em, anh sẽ không còn niềm vui. Mong em được hạnh phúc như những ngày bên anh, và hãy nhớ ta đã từng yêu. Dạ, xin được cảm ơn mọi người rất nhiều. Vừa rồi quý vị vừa nghe đó là một ca khúc được mang tên là Gượng Cười. Bây giờ bài hát thứ hai, quý vị muốn em hát nhạc gì ạ? Hả? Nhạc gì? Kính thưa quý vị, Hồ Bình Trung có hai ca khúc. Bây giờ sẽ hát một lần hai bài luôn. Xin mời quý vị hãy cùng lắng nghe. Dạ, xin mời nhiều. Ngoài trời đổ mưa như mưa trong lòng, mưa rơi ướt trong tâm hồn, tình yêu trăm cánh bay cao mang về trả lại chẳng sao. Thành phố buồn nhớ không em, ngày chung mình tìm phút em đêm. Thành phố nào vừa đi đã mỏi, đường ngoài có nguyện gông thông già. Chiều đàn tay nghe nắng chan hòa, nắng buồn nhẹ làm hồng môi em. Mắt em buồn trong sương chiều, anh thấy đẹp hơn. Một sáng nào nhớ không em, ngày chủ nhật ngày của riêng mình.
thành phố buồn nằm nghe khói toàn. Người lừa thưa chìm dưới sương mù, quỳ bên em trong góc giao đường. Tiếng kinh cầu đẹp mộng yêu đương, Chúa thương tình sẽ cho mình mãi mãi gần nhau. Rồi từ đó vì cách xa duyên tình thêm nhạt nhòa, rồi từ đó chuôn phong ba em làm dấu nhà người. Âm thầm anh tiếc thương đời, đâu buồn em khóc chia vội. Anh về gom góp kỷ niệm tìm vui. Đôi khi lòng muốn yêu em thật nhiều, mà ân tình đó trả lại bao nhiêu. Đời em là cỡ muốn tương lai, còn tôi giờ chia tay chẳng đôi tay, làm sao chung đường chung bước. Xin em đừng nhắc tên tôi làm gì, gỡ như không biết hãy tìm quên đi. Từ khi em đã cất bước ra đi, lòng tôi đau xót giây phút phân ly. Chứ ước mơ còn ước mơ gì, ngoài trời đổ mưa như mưa trong lòng. Mưa rơi ướt trong tâm hồn, tình yêu chậm cánh bay cao, mang về trả lại chẳng sao. Thành phố buồn lắm tơ vương, cơn gió chiều lạnh buốt tâm hồn. Và con đường ngày xưa lá đổ, giờ không em soi đá u buồn. Giờ không em hoang vắng phố phường, tiếng chuông chiều chậm chậm thê lương. Tiếng đưa người quên nỗi đời, quên cả tình yêu. Hỏi em ơi có biết hay không, mà sao em để tôi nhớ tôi mong. Chỉ cách chia nào chẳng đau lòng. Xin được cảm ơn quý vị rất nhiều. Tình như treo đầu ngõ, một sáng mùa xuân chim gọi gió. Tình đã vội vàng bay, mang vẫn vương bao tháng ngày. Bỗng lòng tan vì anh, đêm môi hồng nhạt phai, đêm tim sầu tê tái. Buồn hát hiu đêm dài, tình đã cho nhiều cay đắng. Biết người đi sao lòng vẫn đợi chờ. Nhiều lúc muốn trọn ngày thơ vào đây sâu đau buồn của tâm hồn. Để quên người trước bao không buồn tình sáng sông. Biết duyên nhạt môi hồng, thả em không lấy chồng. Giờ anh phương trời đó, huyện đã lặng yên hay nhiều gió. Nhìn gã chờ người đứng, thương nói sao cho vừa. Trời chiều hay chợt mưa, đường vẫn đợi người xưa. Đợi sao nhiều nước mắt, mình mất nhau bao giờ.
đã hạnh phúc. Xin trân trọng kính chào quý vị, các anh chị và các bạn. Xin cảm ơn. Hình như treo đầu ngõ, một sáng mùa xuân chim gọi gió. Tình đã vội vàng bay, mang vẫn vương bao tháng ngày. Bỗng lòng tan vì ai, để môi hồng nhạt phai, để tim sầu tê tái. Buồn hát hiu đêm dài, đã cho nhiều cay đắng, biết người đi sao lòng vẫn đợi chờ. Nhiều lúc muốn trọn ngày thơ vào đây, dấu đau buồn của tâm hồn để quên người trông mong. Không buồn tình xa sông, biết duyên nhạt môi hồng, thà em không lấy chồng. Giờ anh phương trời đó, thuyền đã lặng yên hay nhiều gió. Nhìn gác trời đứng, thương nói sao cho vừa. Chờ chiều hay chợt mưa, đường vẫn đợi người xưa. Đời sau nhiều nước mắt, mình mất nhau bao giờ. Trời chiều hay chợt mưa, đường vẫn đợi người xưa. Đời sau nhiều nước mắt, mình mất nhau bao giờ. Dạ, xin cảm ơn quý vị rất nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị. Thưa quý vị, một tràng pháo tay nữa cho tiếng hát nữ ca sĩ Hiền Thu. Xin cảm ơn chị Hiền Thu và cảm ơn tất cả quý vị. Thưa quý vị, và ngay bây giờ Tấn Hưng xin mời tất cả quý vị, chúng ta sẽ cùng gặp gỡ với một nữ ca sĩ trẻ gần đây cũng được rất nhiều quý vị khán giả chú ý với dòng nhạc quê hương. Trời đi
có rõ con đường nào, con đường nào dẫn đến một ngày vui. Một ngày vui bầy chim sáo rủ nhau về dãy tố. Mưa sẽ về cho đá đơm bông.